Cô có bài toán sau. Lan có 3 quyển vở. Mẹ cho Lan thêm bao nhiêu quyển vở? Chưa biết. Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? Chưa biết. Như vậy, chỗ cần điền chấm chấm này chính là số mà chúng ta cần điền vào đó. Cô nhắc lại, ví dụ của cô như sau. Lan có 3 quyển vở. Mẹ cho Lan thêm chấm chấm quyển vở. Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? Muốn tìm được Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở thì chúng mình phải tự điền số vào đây cho thích hợp. Ví dụ, cô có thể cho Lan thêm, mẹ cho Lan thêm 1 quyển vở. Thì khi đó, Lan có 3 cộng 1 là 4 quyển vở. Cô không thích, cô có thể cho rằng mẹ cho Lan thêm 5 quyển vở. Khi đó, Lan có tất cả sẽ là 3 cộng 5 bằng 8 quyển vở. Những số mà chúng mình cần thêm vào thì nó chính là những biểu thức mà chứa chữ. Cô có thể thay chấm chấm này bằng A. Cô có tất cả ở phần này các con nhìn thấy. Lan có sẵn là 3 quyển vở. Bây giờ mẹ cho thêm. Nếu mẹ cho thêm 1 thì Lan sẽ có bao nhiêu quyển vở? Nếu mẹ cho thêm 2, Lan sẽ có bao nhiêu quyển vở? Nếu mẹ cho thêm 3, Lan sẽ cho được bao nhiêu quyển vở? Và tương tự như vậy, nếu mẹ cho Lan A quyển vở thì Lan sẽ có bao nhiêu quyển vở? A chính là chữ nằm trong biểu thức 3 cộng A. Các con nhìn thấy không? Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt từng phần giải. Ở đây chúng ta có 3 cộng A chính là biểu thức có chứa một chữ. Chữ A này ta có thể thay thế nó bằng 1, bằng 2, bằng 3 hoặc vân vân.